Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một lớp học bằng Google Calendar để mà chúng ta kết hợp cái Google Meet ở bên trong. Bình thường các bạn tạo cái Google Meet á, thì các bạn tạo ở đây ha, đăng nhập vào tài khoản của mình rồi. Như vậy lúc này bạn sẽ tạo Google Meet ở đây. Như vậy khi mà mình tạo Google Meet ở đây á, thì hiện nay là Google nó sẽ cho cái thời gian tồn tại của cái link này là giới hạn. Cho nên là sau một thời gian là cái link này nó sẽ bị mất. Đó. Thì nếu mà chúng ta kết hợp với calendar thì tôi sẽ hướng dẫn calendar cho các bạn. Đây là tài khoản mình đã đăng nhập rồi. Như vậy trong cái calendar này chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện. Tôi giả sử như tôi dạy một cái nhập môn lập trình. Và tôi sẽ tạo nhiều lần cho các bạn, nên là tôi sử dụng là nhập môn lập trình 1. Và cái này là tôi dạy trong vòng 60 tiết nha. 60 tiết, nếu mà một buổi tôi dạy 5 tiết thì tôi dạy trong 12 buổi. Thời gian tôi giả sử như là bắt đầu từ 13 giờ. 12 giờ 45 đi. Đến 4 giờ 5 giờ. Tôi giả sử như vậy. Rồi chúng ta sẽ lặp lại hay không thì nó có rất là nhiều lặp lại nè, lặp lại hàng ngày, lặp lại vào mỗi thứ hai hàng tuần, vân vân. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại ở đây. Nếu như mà các bạn chọn là lặp lại mỗi tuần ha, cứ một tuần là lặp lại lần, một tuần lặp lại lần, thì các bạn chọn ở đây là một tuần. Rồi có thời gian kết thúc không? Thời gian kết thúc thì chắc chắn rằng là chúng ta dạy 60 tiết thì các bạn phải có thời gian kết thúc, đúng không nào? Và nếu như các bạn biết chính xác là thời gian kết thúc của mình ở đâu á thì mình sẽ nhập thời gian kết thúc vô đây. Còn nếu không á thì bạn có thể là thời gian kết thúc là sau bao nhiêu lần lặp lại. Như vậy mình dạy 60 tiết và mỗi buổi mình dạy 5 tiết thì mình có là 12 buổi. Còn nếu mà bạn dạy một buổi 4 tiết thì bạn sẽ có 15 buổi. Như vậy giả sử ở đây là tôi có 12 buổi ha, lặp lại mỗi tuần. Ok. Và chúng ta định. Rồi, tiếp tục. Ở đây là chúng ta sẽ có tạo cái Google Meet. Rồi, sau khi bạn click chuột như vậy thì nó sẽ tự động nó tạo cái đường link như các bạn ở đây. Và các bạn chỉ cần chọn copy Cambridge Info để mà các bạn gửi cho học viên của bạn qua Zalo, qua Facebook. Rồi ở dưới này bạn sẽ chọn cái màu ở đây là bạn lưu ở đâu nè. Bạn có thể là tạo những cái folder để bạn lưu vào, hoặc là bạn sẽ chọn tiếp là cái color bạn muốn cho nó nổi bật lên là color gì đó. Rồi tiếp tục xuống dưới mình chọn save. Và ở đây là 28, 29, 30 ha, 28, 15, 12. Đó, lặp lại mỗi tuần và đến đây là nó kết thúc nè, 13 tháng 12 là nó sẽ kết thúc bởi vì mình lặp đến 12 tuần. Nhưng mà giả sử bây giờ mình muốn tăng tiết đi. Mình làm rồi nhưng mà mình muốn tăng tiết. Mình sẽ edit lại. Thời gian của mình nó không phải là một buổi một tuần nữa mà mình muốn dạy thứ hai, thứ tư và thứ sáu, dạy 2, 4, 6 luôn đó. Ok rồi, dạy 2, 4, 6 save thì nó sẽ hỏi rằng là bạn chỉ cập nhật cái mà chúng ta đang sửa thôi hay là cập nhật hết. Mình chọn là cập nhật hết tất cả những cái sự kiện. Ok. Rồi, như vậy thì cái lịch của mình bây giờ nó sẽ là thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Đó, và nó bắt đầu đến đây và nó kết thúc là ở 23 tháng 7 rồi. Nãy là đến tháng 12 nó mới kết thúc, bây giờ tự động nó rút ngắn lại luôn. Đó, như vậy thì chúng ta tạo lịch rất là dễ và thuận tiện. Ha. Như vậy giả sử như là đến đến đây đi, chúng ta muốn là bắt đầu ở đây là chúng ta giãn ra lại. Giãn ra lại thì chúng ta sẽ vô đây chúng ta sửa.
chúng ta sửa ở đây. À, chỗ này chúng ta dạy 24 thôi chứ không còn 6 nữa. Ok, save. Thì chúng ta sẽ chọn là this end flower flowing even, tức là từ đây trở về sau thôi, còn về trước là không sửa. Còn nếu mà các bạn chọn all even là nó sửa hết từ đầu đến cuối ha. Chúng ta chọn từ đây trở về sau. Ok, như vậy thì trước nè, trước là nó vẫn 3 buổi bình thường, nhưng mà từ đây trở về sau nó chỉ còn 2 buổi thôi. Giả sử bắt đầu từ ngày 26, giả sử bắt đầu từ ngày 26 chúng ta chỉ dạy một buổi thôi, chúng ta lại sửa dạy một buổi thôi, một buổi thứ tư thôi, hoặc là một buổi khác, là không phải thứ tư mà thứ ba đi đó, một buổi thứ ba thôi. Ok rồi, chọn save từ đây trở về sau. Rồi như vậy thì 26 là nó biến mất từ 27 trở đi nè đó, và nó lặp lại cho đến ngày 12 tháng 10 thì nó mới kết thúc. Như vậy thì chúng ta đã điều khiển được cái calendar của chúng ta, lập chúng ta một cái lịch dạy rất là thuận tiện, tùy theo cái nhu cầu mà chúng ta sẽ dạy buổi nào mà chúng ta sẽ lên cái lịch ở trên calendar, nó cho phép chúng ta như thế. Như vậy vào mỗi buổi dạy các bạn chỉ cần click chuột vô đây, các bạn chọn Join with Google Meet. Đó, rồi tài khoản của các bạn ở đây ha. Tài khoản đã sẵn sàng tham gia. Đấy, như vậy thì các bạn đã tham gia trong cái Google Meet với cái nhập môn lập trình 1 nè. Rất là rõ ràng, nó có tên ở đây luôn. Còn nếu mà bạn tự tạo cái Google Meet bình thường thì các bạn sẽ không có được cái tên này. Được chưa nào? Như vậy thì trong cái tài khoản mà của Google bình thường á, thì các bạn tạo xong thì các bạn vẫn có được những tính năng, ví dụ như là trình bày, rồi một số tính năng khác, ví dụ như là bảng, thay đổi bố cục để bạn xem là bao nhiêu học viên trong một cái cửa sổ. Đó, bạn có thể xếp những cái học viên này rất là nhiều. Rồi bạn sẽ full screen vân vân, thay đổi hình nền. Nhưng mà có một cái là bạn không record được, mình không có ghi lại cuộc họp được. Nếu bạn muốn ghi cuộc họp thì bạn phải sử dụng một cái tài khoản của một cái tổ chức, thì lúc đó bạn mới có thể là ghi cuộc họp. Trước đây thì tài khoản nào cũng ghi được, nhưng mà bây giờ thì nó rất là hạn chế. Những cái tài khoản mà của tổ chức, ví dụ như giáo dục, thì nó mới cho phép các bạn ghi. Rồi, như vậy thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái calendar kết hợp với Google Meet để tạo một cái lịch giảng rất là thuận tiện cho chúng ta. Rồi sau đó thì tôi có thể là hướng dẫn các bạn sử dụng thêm cái Classroom và kết hợp với lại calendar kết hợp với Google Meet vân vân, rất là nhiều thứ kết hợp với lại Write để mà các bạn tạo một cái lớp học hoàn chỉnh cho chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.